Đi tỉa trái mà gặp tình huống này à, thật là khó khăn đấy các bạn. Trái nào cũng đẹp, mười mấy trái trên một cành đường kính khoảng cỡ 2,5 cm. Mình phải phải tỉa, thật sự là rất khó khăn. Một cuốn mà nó ra hai trái, mình phải lựa chọn một trái. Tương tự cho chùm này cũng hai trái, mình sẽ bỏ bớt một trái nha các bạn. Còn trái này thì là rất tròn nhưng nó là nhỏ nhất trong đó, nên mình sẽ phải loại nó. Vậy mình chỉ loại được 3 trái thôi các bạn. Khi nào lớn hơn là mình lại tỉa tiếp.